Hermes 24 và Aqua Di Giro phiên bản All Perfum. 3:15 và mình phải xuống thì chịu. Đây là hai sản phẩm mình đánh giá khá là phổ biến của hai nhà đeo hoa Hermes và Giorgio Armani, với những cái đặc điểm chung đó là nhẹ nhàng, dễ dùng, dễ ngửi, đa dụng, và đặc biệt là trong mùa hè thì các anh em xài thoải mái. Ngoài ra thì hai chai nước hoa này mình đánh giá đó là khả năng bám mùi rất là tốt. Ví dụ như Acqua di Giro phiên bản Eau de Parfum này, chúng ta có thể quên đi phiên bản EDT với những cải thiện về hiệu năng mùi rất là đáng nể. Và trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ làm 3 bài test thử thách xem chai nước hoa nào sẽ có cái độ bám mùi bền hơn, trâu hơn qua 3 bài test mà sắp sửa đây mình sẽ show cho các anh em trong những phút tiếp theo. Chúng ta sẽ đợi nó khô đã. Chúng ta sẽ đợi 50 phút nó khô và bắt đầu đến với bài thử thách đầu tiên để test về độ hiệu năng mùi của hai chai nước hoa này. Ok anh em, tôi vừa mới ok, tay vẫn còn ướt nguyên này, và chúng ta hãy cùng thử xem là sau khoảng 3 phút dã mưa dã nước như thế thì mùi hương tạm thời của hai chai nước hoa này có gì biến chuyển không nhá. Mình cũng chưa ngửi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem như nào. Đầu tiên thì sẽ là Acqua di Giro phiên bản Eau de Parfum. Mùi hương không hề, gần như mình cảm thấy là không hề có một cái gì là xi nhê. Nó vẫn là cái tông nước biển và cây xô thơm. Mình không thấy có một cái gì đấy nó giống như kiểu ảnh hưởng gì. Riêng cái này không ảnh hưởng gì đến anh, kiểu như thế. Và bây giờ là sẽ là H24. Không biết là sẽ là như nào. Mình cảm thấy là H24 đã bị yếu đi khá nhiều. Đại khái là cái tông mùi giống như kiểu thơm, kiểu dạng như kiểu xả vải với mình ấy. Với cái cảm nhận của mình cái nó giống như kiểu cái mùi nước áo xả vải ấy. Lúc nãy khi mà mình mới xịt thì mình cảm thấy nó rất là mạnh mùi, nhưng mà đến bây giờ sau 3 phút xả nước thì mình cảm thấy nó giảm đi khá là nhiều. Không biết là nó có thể chịu đựng được hai cái bài test tiếp theo nữa không. Thì cái đấy thì bây giờ tạm thời mình sẽ để nó khô và sau đó chúng ta sẽ đến với bài test thứ hai. Ok. Ok, bây giờ mình đang ở trên sân thượng. Nhiệt độ đang là 36 độ và độ ẩm là 55%. Nói chung đây là một cảm giác khá là ố nhè, kiểu như là nắng không có nắng mà nó oi ấy. Rất là khó chịu, mồ hôi ra rất là khó chịu. Bây giờ đang là bật kém 15. Bật kém 15 thì mình sẽ cố gắng trụ được ở trên này khoảng nửa tiếng. Không biết anh em có nhìn thấy không? 3:15. Mình sẽ ở trên này khoảng đến 3:15. Trên này nó cũng rất khó chịu. Cảm giác nó giống như kiểu là bị nhét vào một cái lò hơi ấy. Khó chịu. Mồ hôi ra. Ok. Và mình sẽ thử xem là sau khoảng 30 phút trong điều kiện nhiệt độ như này thì nó sẽ như thế nào. Ok các anh em, bây giờ là gần 15 phút thôi mình test ấy, thì mình có một cái cảm giác là hai cái mùi hương này khi mà càng có kiểu nhiệt độ oi nồng, kiểu oi ả đó, thì cái mùi hương của nó lại càng tỏa ra, cảm giác giống như kiểu hút cỏ Mỹ. Càng oi thì lại càng tỏa mạnh, chứ không hề có một cái gì đấy nó yếu đi đó. Cả hai mùi hương này, cả H24 và Acqua di Giro EDP này đều kiểu như thế này.
nó quyện cùng với cái thân nhiệt của mình, nó tỏa ra mình cảm thấy dữ dội. Thì đấy cũng một cái các anh em có thể biết thêm. Ok, bây giờ là 3 giờ 5 rồi, chúng ta đợi lát nữa xem như nào. Ok, bây giờ thì đã là coi như là 3 giờ 15, không biết là anh em có nhìn thấy không? Coi như là 3 giờ 15 và mình phải xuống thì không thể chịu. Mặt cứ phừng 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 lên, mồ hôi, cái kiểu người dính không thể chịu được. Nên mình sẽ chỉ trụ lại được ở trên này nửa tiếng thôi. Thì cảm nhận sơ bộ thì mùi hương của chai nước hoa này sau nửa tiếng ở trong cái điều kiện như này, nó vẫn không hề có một cái gì đấy nó xi nhê cả. Như mình lúc nãy mình vừa nói rằng mình cảm giác nó càng có nhiệt thì nó lại càng bốc lên kiểu như thế. Thì trong cái điều kiện ẩm này, có nắng oi, thì hai chai hoa này nó giống như kiểu là thêm năng lượng kiểu như vậy. Ok, thì là mình sẽ phải xuống vì không thể chịu được nữa, thêm nữa chắc toàn mất. Ok. Ok các anh em, sau khi ở trên mái xuống thì mình đã dành thêm một tiếng để có thể xem, check thêm cái hiệu năng mùi của hai chai nước hoa này có bị ảnh hưởng gì không. Bởi vì chúng ta đều biết là nước hoa nó thực ra là nó cũng dựa vào những cái phản ứng ở trên da, ví dụ như là nền nhiệt này, như thế nào đấy chẳng hạn, về hoạt động thì nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái hiệu năng của mùi hương. Thì sau khoảng một tiếng thì đến bây giờ thì mình có thể cảm nhận rõ là sau khi ở trên một cái môi trường oi nồng ấy, nó bốc rất là nhanh, thì sau khoảng một tiếng thì mình có thể cảm nhận rất là rõ là cái hiệu năng mùi của hai chai nước hoa này bị ảnh hưởng rõ rệt. Nó đã bị mình nghĩ rằng nó đã bị bay màu đi khoảng 50% mùi hương rồi đó. Thì sau khi mà mình đã test nước và nắng nóng oi thì mình có rút ra một vài cái. Đầu tiên đó là mùi H24 này có vẻ như là không phù hợp lắm để sử dụng trong những ngày mưa, bởi vì nó cảm giác mùi nó bị bệt mùi đó. Và cái thứ hai là hai chai nước hoa này rất là phù hợp cho những ngày oi nắng đó, nó kiểu nó càng có nhiệt thì nó càng bốc và nó tỏa ra rất là người cảm giác rất là hiệu năng mùi, cảm giác nó tốt lên. Chúng ta sẽ đến với cái bài test cuối cùng. Đây là một cái bài test rất là nặng đô, đó là mình sẽ dùng cồn hay còn gọi là nước rửa tay. Mình sẽ xịt lên một cái tấm khăn và mình sẽ chùi, coi như mình lau. Đây gần như là một bài test rất là nặng đòn, bởi vì nếu như các anh em tìm hiểu trên Google, YouTube thì đây là một trong những cách để có thể khử mùi hương. Nếu như chúng ta xịt quá nhiều thì chúng ta có thể dùng cồn hoặc nước rửa tay ấy. Chúng ta xịt lên một cái khăn và chúng ta lau thì đảm bảo 10-15 phút sau nó bay màu. Chứ mình không biết là hai chai nước hoa liệu có chịu được hay không. Thì đây sẽ là một cái bài test rất là nặng đòn. Ok. Thế nhưng mà dù sao thì anh em mình sẽ vẫn phải test để xem là chai nước hoa nào sẽ bền bỉ hơn, hoặc là cả hai đều chọn chế độ năng suất. Và sẽ đợi khoảng nửa tiếng nữa để xem nó như thế nào nhé. Ok. Thì lúc nãy sau khi mình tắt máy xong thì mình có cẩn thận mình lau thêm cho mỗi mùi thêm vài lần nữa đó. Và mình có ý định là đợi thêm khoảng một tiếng nữa để xem là nó cho một kết quả chính xác hơn. Tuy nhiên sau 10-15 phút đó, bây giờ là xem nào, bây giờ là 5 giờ 15, coi như là 5 giờ 15, mình không biết là các anh em có nhìn thấy không nhỉ. Bây giờ là 5 giờ 15 rồi. Thì đầu tiên thì mình định là đợi đến khoảng 6 giờ, tuy nhiên đến bây giờ thì có thể nói rằng là bài test này đã kết thúc với phần thắng rất là bất ngờ với cái cảm nhận mùi của mình ấy, đó là H24 đó. Sau khi mà bôi cồn xong thì thực sự là Giorgio Armani Acqua di Gio Eau de Parfum đã gần như là đã bay màu. Tất nhiên thì nó vẫn còn lại một chút xíu thôi, và so với cái một phần chút xíu của H24 thì thằng cu em của nhà Hermes này nó vẫn nhỉnh hơn. Mình vẫn cảm nhận được rõ cái tông mùi của H24 hơn là cái tông Aquatic của Acqua di Gio Eau de Parfum. Do vậy xịt trên da của mình và sau những cái bài test đó là xả nước thử trên một cái nền nhiệt độ oi nồng và cuối cùng là dùng cồn để bôi, thì trên da của mình H24 là người chiến thắng.
Tất nhiên đây là một cái bài test mà mình dựa trên theo như cái chúng ta dùng hàng ngày, có thể trong cái điều kiện chúng ta dùng, có thể gặp mưa, có thể trong cái điều kiện oi nồng, hoặc là chúng ta chủ muốn tẩy, như cũng như kiểu là để chủ muốn bôi dùng cồn để tẩy cho nó bớt mùi đi. Mình không biết là các anh em cảm thấy thích điều này hay không, cái đấy thật sự là mình không biết. Tuy nhiên dù sao thì chúng ta cũng đã xem xong video này. Nếu như các anh em có anh em nào vẫn còn đang kiên nhẫn, và anh em mình chào gặp lại, chào thân ái và sẽ gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.